Sáng ngày 8 tháng 7, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu huyện Ngọc Lặc, Tập đoàn Xuân Thiện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để nghe dự thảo quy hoạch trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Tại điểm cầu Tập đoàn Xuân Thiện do ông Nguyễn Văn Thiện, chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì, tại điểm cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì và tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc do đồng chí Lê Văn Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Tham dự hội nghị trực tuyến còn có ông Nguyễn Xuân Cường, chuyên viên cao cấp, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tại hội nghị, nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo kết quả khảo sát và tư vấn phát triển nông nghiệp tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tập đoàn Xuân Thiện đặt hàng học viện khảo sát hiện trạng phát triển nông nghiệp tại huyện Ngọc Lặc, từ đó đề xuất hỗ trợ huyện Ngọc Lặc trong tái cơ cấu nông nghiệp, giá trị gia tăng. Đơn vị đã tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng, chất lượng đất, nước Hiện trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, khảo sát thị trường tiêu thụ trái cây, đề xuất phát triển cây ăn quả phù hợp, khảo sát và tư vấn trung tâm khảo nghiệm và nhân giống cây trồng công nghệ cao đề xuất giải pháp về khoa học công nghệ để phát triển cây ăn quả bền vững, giá trị kinh tế cao tại huyện Ngọc Lặc, điều tra khảo sát vùng trồng cây ăn quả tại huyện Ngọc Lặc, điều tra đánh giá thực trạng sản xuất và thị trường, dự báo thị trường xác định sản phẩm cây ăn quả và sản phẩm chế biến từ quả chủ lực của huyện Ngọc Lặc, xác định các thông tin xây dựng trung tâm khảo nghiệm và nhân giống cây ăn quả, khảo sát đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực từ đó chọn giống cây ăn quả phù hợp, xác định quy mô sản lượng diện tích, đồng thời đưa ra giải pháp khoa học và công nghệ, giải pháp nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện. Định hướng của huyện Ngọc Lặc là phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất chất lượng hiệu quả gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung vào trồng rừng để bảo vệ sói mòn, chăn nuôi gà lợn, tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả theo hướng tích tụ dưỡng đất, xây dựng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị giảm diện tích cây trồng hiệu quả kinh tế thấp, chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng ba vùng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, mục tiêu hướng tới Ngọc Lạc thành vùng trọng điểm cây ăn quả, gắn liền với phát triển du lịch, nông nghiệp. Hiện nay Ngọc Lạc đã có 5 cây trồng chủ lực, gồm cây dứa, thuần chủng giống MD2, cây mít giai ta, mít Thái và Malaysia, cây na Đài Loan, Thái Lan, cây bơ Israel, cây vải thiều không hạt các cây trồng này đã được kiểm định chất lượng giống đảm bảo độ tin cậy giống chuẩn có khả năng cung ứng số lượng lớn cây trồng đồng thời về chất lượng và sạch bệnh quy trình kỹ thuật canh tác chăm sóc cắt tỉa phòng trừ sâu bệnh đạt kết quả tốt đáp ứng cung cấp giống chuẩn cho dân với giá tốt nhất Học viện Nông nghiệp sau khi khảo sát đã đề xuất chọn 5 cây trồng chủ lực hiện tại của huyện Ngọc Lặc là những cây trồng được quy hoạch phát triển Ngọc Lặc thành vùng cây ăn quả trọng điểm gắn với phát triển du lịch nông nghiệp trong chuỗi cây ăn quả Hòa Bình Nghệ An, xây dựng trung tâm khảo nghiệm, trình diễn và nhân giống cây ăn quả Ngọc Lặc với quy mô 200 ha tại xã Ngọc Liên và xã Ngọc Sơn, tập đoàn Xuân Thiện đầu tư xây dựng nhà máy chế biến trái cây để nâng cao giá trị gia tăng, chủ động trong quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ thảo luận tại hội nghị huyện Ngọc Lặc đề xuất nghiên cứu diện tích chuyển đổi đất trồng cây ăn quả hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả hiệu quả cao, quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, tiếp tục nghiên cứu phát triển kinh tế rừng sườn tây về phát triển cây gỗ lớn, kinh tế dưới tán rừng cụ thể là trồng thảo dược. Về phía huyện Ngọc Lặc, cơ bản thống nhất với các đề xuất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khảo sát để xây dựng đề án. Huyện đã định hướng phát triển cây ăn quả đến năm 2025 với tổng diện tích sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện là 2.500 ha, trong đó vùng trồng cây ăn quả tập trung đạt 1.800 ha, tổng sản lượng cây ăn quả đạt 40.000 tấn trên một năm. Huyện cũng ưu tiên và tích tụ thực hiện việc chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây hiệu quả cao, đồng thời cũng đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Xuân Thiện cần nghiên cứu cụ thể các giống cây ăn quả phù hợp để tiến hành xây dựng được trung tâm khảo nghiệm, trình diễn và nhân giống cây ăn quả huyện Ngọc Lặc, đồng thời xây dựng được nhà máy chế biến trái cây, tiếp tục nghiên cứu để định hướng trồng cây gỗ lớn, kinh tế dưới tán rừng, cụ thể là trồng thảo dược cần cụ thể thiết thực là trồng cây gì phù hợp bởi người dân ngọc lạc đa số còn nghèo chưa có vốn nếu trồng cây lâu năm sẽ khó thực hiện bên cạnh đó đề nghị học viện nông nghiệp nghiên cứu về phương án thủy lợi sao cho phù hợp để trồng cây không thiếu nước huyện cũng đề nghị tập đoàn xuân thiện cần xác định việc xây nhà máy chế biến ken quả cụ thể là chế biến loại quả gì để huyện có định hướng cho nhân dân trồng nhằm cung ứng nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ổn định lâu dài xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm hoàn chỉnh đề án huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đồng chí Bí thư huyện ủy Ngọc Lặc cũng khẳng định, huyện luôn mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ lâu dài giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Xuân Thiện và huyện Ngọc Lặc trong định hướng phát triển nông nghiệp tại huyện để phấn đấu huyện trở thành đô thị nông nghiệp trong tương lai huyện cũng cam kết với doanh nghiệp sẽ đáp ứng đủ sản lượng theo năm để cho nhà máy ổn định sản xuất đồng thời cũng kiến nghị doanh nghiệp cam kết giá mua với nhân dân ổn định giá sản phẩm để nhân dân yên tâm về đầu ra cho sản phẩm từ đó mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện huyện sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp số liệu nhanh nhất ưu tiên nhất để đề án sớm được thực hiện Trước mắt xây dựng trung tâm giống, nhà máy chế biến hoa quả với quy mô phù hợp để trong tương lai không chỉ thu mua nguyên liệu ở huyện Ngọc Lặc mà còn mở rộng ra các huyện lân cận và vươn ra các tỉnh ngoài. Với những kiến nghị của huyện Ngọc Lặc, Hồng Việt Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu để đưa ra giống cây ăn quả phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng của huyện, từ đó đề xuất cho tập đoàn Xuân Thiện xây dựng nhà máy chế biến hoa quả với loại cây ưu thế được trồng tại huyện Ngọc Lặc. Học viện cũng cam kết sau một tháng nữa sẽ hoàn thiện đề án và đưa ra giống cây ưu thế nhất để tập đoàn Xuân Thiện có định hướng đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô hợp hướng phát triển tương lai của huyện. Tập đoàn Xuân Thiện cũng cam kết sau khi nhận được câu trả lời của Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu cây ăn quả trọng điểm tại huyện Ngọc Lặc sẽ quyết định xây dựng nhà máy chế biến giống cây ăn quả với quy mô và công suất phù hợp với mục tiêu tiêu thụ và chế biến sản phẩm đáp ứng đầu ra cho nông nghiệp của huyện Ngọc Lặc. Đây là một đề án quan trọng góp phần định hướng phát triển tổng thể nông nghiệp huyện Ngọc Lặc, xây dựng đô thị nông nghiệp trên địa bàn huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà nhà nước, nhà đầu tư và nhà khoa học. Hy vọng trong tương lai không xa, Ngọc Lặc sẽ trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm gắn với phát triển du lịch nông nghiệp chuỗi cây ăn quả hòa bình nghệ an phát triển nông nghiệp nâng cao đời sống của nhân dân